nhiều cả nhà ơi, ốc không, ốc này ốc bu vàng cả nhà. Cái này đem về đi xả cả nhà, xả cái với muối tiêu chanh ngon lắm. Thôi mình hái ra mình kho cũng ngon nữa. Dễ vô trong cả nhà, dễ dính lắm. À, con này bự không biết kia. Hết cái nâu này, dính nguyên cái bầy này, em lại đục em về xả cả nhà. Ổ hết cái mưa lớn luôn cả nhà. Để em lên em cho cả nhà xem. Kênh Quỳnh Liễu nha. Hôm nay em chuẩn bị xô cả nhà, chị mua xe xô em đi thăm lợp cả nhà ơi. Hôm qua em đặt cái trời chỉ mưa quá nên em đặt cái lợp á dòng theo cái đường kênh này nè cả nhà, để em đi dở hơn. Em thử có dính không, cỏ này mưa quá cả nhà ơi, mưa tối ngày luôn á, nên đặt lợp này nó dễ vô cá lắm. Hồi hôm qua em tính quay cái cảnh mà đi đặt này, đặt lợp này cho cả nhà xem, nhưng mà trời mưa lớn quá cả nhà nên em không có quay được. Rồi bữa nay em đi dở nên em quay cho cả nhà xem. Để cái sâu đây cả nhà. Em phủ lên một lớp như gì này cả nhà. Cái cá nó chín vô, lợp này là lợp nhà làm nè cả nhà ơi. Để khi có mưa có đồ mình đặt nó dính cái rô cái này cái kia được. Đây là cái đường cá chui vô này cả nhà, nó chui vô đây nó tới mấy cái này. Ờ, những cá dọc cũng bọn này cả nhà. Cái lô kiến cả nhà ơi. Ốc. Ngon cả nhà ơi. 4 năm em cá lô kiến luôn. Cái lợp này em làm lâu rồi cả nhà nên nó muốn gãy hết trơn. Cái cũ rồi, đặt 4-5 năm gì rồi. Có ốc mà dính nhiều cả nhà ơi, ốc không. Ốc này ốc bu vàng cả nhà. Ồ, cái chục em ốc luôn. Cái này đem về đùi xả cả nhà, xả cánh với muối tiêu chanh ngon lắm. Thôi mình hái ra mình kho cũng ngon nữa. Nó có cái ngạnh cả nhà nên khó mà để bắt ra chứ không ra luôn. Này hái ngạnh nó dài lắm. Dễ vô trong cả nhà, dễ dính lắm. À, con này bự không biết con kia. Rồi em gài lại em để đây cả nhà ơi, đang mơ em đi thăm nữa. Rồi chút em đi qua bên kia em thăm cái lợp bên kia này cả nhà. Lúc đó em làm tới cái chục cái lợp cả nhà ơi, mà mưa nó đặt lâu quá nó một cái còn có hai cái. Đây đi, sáng đi thăm lại cái ruộng nữa xem còn dính không, nếu không dính thì em sẽ về chỗ khác. Cũng bọn cả nhà mới ốc với mới cái lô kiến.
gì cả nhà. Em mới đặt bên đó cái lợp nó đi. Cái này ngon cả nhà. Cái nhà gặp bông là hái. Đang hâm mà bị mưa đó cả nhà ơi, đang hâm mà mưa lâm râm nữa. Ở này mưa gì mưa tối ngày. Đã mới vô được bão gì mưa hoài, đang hâm bị mưa lâm râm luôn. Em giải thích vô cả nhà để mưa họ ướt mình. Cái này có ngạnh, nó khó, có ghe quá cả nhà. Chín dính như vậy. Cả nhà xem nha. Bye bye cả nhà nha.